Hello nha, chào mọi người nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại channel của mình. Mình là Từ Từ Đường Phố đây, rất vui gặp mọi người. Chúc mọi người vui chơi thoải mái và thư giãn xem clip của mình. Anh em thấy hay thì nhớ like và share video cho mình. Và đặc biệt nếu anh em yêu thích mình hơn thì hãy nhớ đăng ký kênh và đánh cái nút chuông thông báo để nhận tất cả video mới nhất từ mình. Muốn nút like, muốn nút share, muốn đăng ký kênh là một động lực lớn để dạo mình làm thêm những video hay nhất. Cảm ơn bạn rất nhiều. Trước khi bắt đầu video này, chúc anh em một buổi tối vui vẻ nhá. Ăn cơm miệng và xem video mình cách vui vẻ nhất, thoải mái nhất, cảm ơn mọi người rất nhiều. Đấy, thì đầu tiên thì mình xin thông báo đôi chút, đó là link download chính thức mình đã để ở dưới phần mô tả rồi. Anh em nào thương tình từ đường phố mình hoặc là hiếu mình cũng được thì anh em vào download cho mình phát. Đấy, cảm ơn anh em rất là nhiều. Cảm ơn các bạn. Ngoài ra một vấn đề nữa, sống ảo thì mình hiện đang thành lập nha mọi người. Tối nay thì bắt đầu chính thức mình sẽ úp lên giao bán lên. Đấy, tối nay trong đêm nay mình úp thì sáng mai mình có video chính xác nha, chính thức nhất. Đầu link shop này là link fanpage ngày xưa đấy anh em. Là link fanpage chính, cũng không phải link ngày xưa mà link fanpage chính thức của mình đó, link Long Dân Poke Đại Chiến đấy anh em. Mình có để ở dưới phần mô tả, mình có ghi là fanpage shop Poke. Đó thì anh em vô đấy thì like cho mình một phát để gia tăng tương tác với anh em. Thì có gì anh em tương tác với nhau để mình giao bán thì anh em nào cần mua thì có thể biết và ấy. Và sắp tới hiện giờ thì mình chưa nhận giao bán, mình chưa nhận mua ạc, mình chưa mua ạc nhưng anh em nha, mình chưa thu mua ạc được, nhưng mình có nhận giao bán hộ anh em. Thế là anh em nào có nhu cầu giao bán thì có thể liên hệ mình sẽ đăng lên shop để giao bán cho anh em luôn. Đó, cảm ơn các bạn rất nhiều. Nó mong được sao được anh em ủng hộ và giúp đỡ. Ngoài ra về một vấn đề nữa, đó là cái vấn đề về đi tranh đoạt báu vật. Rất là nhiều anh em tranh cái là vấn đề vào phát ra liệu có đi được không, thì hôm nay mình xin trả lời anh em là có nha. Vì trước nay khi mình mới chỉ bắt đầu vào cái phòng chờ thôi là mình đã thoát ra ngay, và hiện giờ quà đã gửi về anh em, vậy là nó tự auto đánh cho mình luôn, nên là anh em không phải đi nhá. Còn đâu thực sự là thì mình không biết, hay là tin hôm nay thì nào biết, nhưng hôm nay chính thức là mình vừa vào trong thì mình thoát ra luôn. Mình nở tay mình ấn chút thoát nơi đang mấy con nên nó thoát ra luôn, thế là giờ vẫn đừng nhận quà anh em, vẫn đừng top 2 đồng hoàng tranh đoạt báu vật nhận quà đồng hoàng. Nên mình rút ra đó là chúng ta chỉ cần vào và thoát ra nó tự auto được đó, theo mình đoán là như vậy. Thôi bỏ qua tất cả những vấn đề xung quanh đi anh em. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một công việc, đó là Champion. Rất là nhiều anh em bảo mình đi tra buổi tối đi, buổi chiều này anh em này, để xem là có nhiều gặp nhiều top nẻ hơn không. Thì đấy, thì hôm nay mình sẽ thử đi xem là nó có gặp hơn không. Đây là ba team của mình em nhá. Team đầu tiên là Nham 2.6 triệu, và team siêu và cũng là team đánh. Mình chính thức là mình sẽ để team như này luôn anh em. Có thì giờ mình sẽ gọi Thorus về thay cho Latias. Làm team thần dọa bay, nhưng vấn đề lại còn rocket bóng phít anh em. Đó, ok, thôi giờ không làm nhà nữa, chúng ta bắt đầu trận đấu đầu tiên anh em. Sẽ có 10 trận, thời gian có thể hơi dài, anh em xem video vui vẻ. Ngoài ra về vấn đề thanh nhạc thì mình cũng đã đổi bài hát khác rồi anh em, thấy sao? Nào 650 anh em, level 75, bạn đầu tiên. Tổng PR hơn 5 triệu. Và vấn đề nữa đó là mình PK tay đánh chưa được hay cho lắm. Rất là nhiều anh em comment và nói, thì thật sự mình cảm ơn mọi người và rất nhiều anh em đã chỉ giáo cho mình. Mình xin cảm ơn các bạn về những comment và chỉ giáo đấy. Mình sẽ cố gắng và nỗ lực để đánh nó hay hơn nha. Cảm ơn các bạn. Ok. Bút lên. Không cần phải nhìn cũng biết tung kill gì anh em. Đó là một kill hay điện. Điều này là điều chắc chắn luôn. Sẽ vá luôn quần thể anh em, bởi vì sẽ chặn được ca kia. Ô quên, không tung cứu băng luôn để đóng quang con Aesert lại anh em. Ngốc rồi.
thế thôi, đơn giản thế thôi, không cần nhiều. Hai trận đã thắng. Đó, bữa nay là team đánh và team gần như team phòng chờ là đảm bảo mình sẽ build team siêu này lên mạnh nhất luôn anh em. Đứng đầu team luôn. Đó, sắp tới là Nuza sẽ thay Aces, mình chưa không truyền trực tiếp, nhiều anh em nói, nhiều anh em khuyên mình là không nên truyền, mình thấy đúng. Vì sao? Vì mình đang cày đua top mà bây giờ mình để thọt được chiến xuống nào mình sẽ bị yếu team ở cái mùa cham này. Thế nên yêu cầu mình không thể nào chuyển team hay là ôi trời, gặp bác 511 anh em được chiến hơn 11 triệu. Thế nên là mình quyết định là sẽ nuôi trực tiếp team anh em, mình sẽ nuôi trực tiếp. Bây giờ đang đẩy VR cũng như Rocket, Buffet các thứ lên một cách mạnh mẽ luôn anh em. Đấy, mình bây giờ sẽ kiếm đồ để cho con Rocket của mình tỷ lệ sống nó cao hơn. Mình sẽ cho nó sống trâu bò nhất trong team. Trời ơi, 20 triệu điểm lực chiến thì đánh đấm thế nào. Đấy, khác gì quạt máy đâu anh em. Nói chung mình vẫn quyết định là sẽ lấy thần gió về. Theo mình nghĩ mình sẽ vẫn lấy thần gió về thay cho em Nateat anh em. Còn không thì có lấy Nateat lên thay chứ không thể lấy đi Nateat được. Đấy, vừa ăn được 20 điểm lại mất 15 điểm rồi anh em. Thời thế thay đổi, hết thời thế. À, tiện xem là trưa nay, sau buổi trưa nay thì bảng các bạn đã thay đổi rào đó chứ quên. Chứ ngó anh em. Chú 780 đánh hên đấy nhỉ. Đấy, anh em vào đánh tối đang gặp ít top hơn. Đấy thì mình nãy giờ vừa đánh mới gặp một bạn một bác có 20 triệu điểm chiến anh em. Giờ thì mình bắt xe bắt tiếp trận tiếp theo. Mình xem là đi tối xe gặp ít top hơn không. Ai chả cũng đúng rồi anh em, sợ vái. Sợ thật. Nhạc hơi nhỏ, mình sẽ chơi to một tí, nghe cho là êm. Ok, ra trận, team đầu tiên của bạn nhau 1 triệu điểm lịch chiến, nèo vào 76 tầm này cũng ổn, tầm 1 triệu này ngon rồi. Thôi 1 triệu cũng có được mấy trăm ấy. Đấy, team cứ 900 1 triệu này cũng êm đấy chứ, đâu đùa đâu anh em. Đấy, cũng nu ra, úi trời. À, Don Si thôi, mình tưởng Nancy nữa, gọi là con Nancy Don rồi Don Ai nữa thì còn đi chất quá. Thực ra nha, cái team bay ấy, anh em mình chỉ cho anh em này, thật sự mình không chơi là vì sao? Bởi vì mình không có thôi, chứ có mình cũng chơi một team bay, mình chỉ cho anh em rất là khỏe luôn. Đó là có cháu Nuza là một này, thần gió là hai này, với cả Lengsi Donai nha. Con Lengsi ấy chứ không phải con Donsi đâu, con Lengsi đó cũng là con Donsi Donai chứ con này, nhưng mà nó là con Lengsi anh em. Đó. Cái team ấy thì mát mạnh luôn anh em, thật sự mát mạnh luôn. Mạnh lắm, hồi xưa top 1 server mình là cầm ở thời ở 433 anh em, top 1 đầu tiên cầm cái team đấy mà anh em đánh ngáp lên ngáp xuống không qua nổi. Cái đấy những anh em chăm tóc nha, mình không nhớ nữa nhưng mà trước anh em có kể như là con Luza tốc cao ở đâu, con thần gió cao nhất này, xong rồi đến Aceus, xong đến đến Luza, xong bắt đầu đến con Nancy Donai đấy thì là ok. Đây là theo mình nhớ, còn đâu thiếu thì anh em bổ sung đó. Mình nói chung anh em giao lưu thì mình chia sẻ kinh nghiệm là chính. Đấy, nếu mình có thiếu nói thiếu sót hay là vấn đề gì sai trái thì anh em bổ sung ở phía dưới và comment đấy, chỉ giáo thêm đôi điều để mình biết phát triển kênh. À, cảm ơn các bạn. Ok, hôm nay cũng khá là êm anh em, khởi đầu với 4 trận đầu và thua có 1 trận, thắng được 3. Thì đánh thế này mình thấy cũng khá là êm. Nếu mà đi buổi tối là êm hơn, chắc bữa nay sẽ chuyển qua buổi tối đánh, không đánh vào tầm trưa nữa. Tích điểm cho nó cao cao, đi nhận quà cho nó ngon anh em. Ôi ôi, vừa nói xong. Mình vừa nói xong lại gặp ngay bác thần thánh rồi. Đấy, bây giờ mới bắt đến trận thứ 5 thôi, lại 6 trận tháng 3 nữa thôi, lại giống chưa đâu anh em. Đấy, lập team có 20 triệu điểm chiến này sao mà đánh. Úi xà bot thế giới nữa. Nhận bot thế giới, mình nhớ mình cũng sắp có bot thế giới rồi anh em. Hôm qua mình kiểm tra cháu nó hơn 300 mạnh rồi, 300 mấy ấy. Nói chung là cũng chuẩn bị được cho bot thế giới rồi. Sắp tới sẽ có video triệu hồi, còn đâu sắp team thì cứ bình tĩnh. Sắp đến giữa mùa cham rồi, giờ chắc khó mà sắp. Dành hình là cứ nuôi team này đã. Để chiến vụ cham kỳ này xong. Có thì sẽ thay bây giờ, nếu mình có thay mình sẽ thay Đao Xích nha. À, con Vic Daily. Vic Daily là con bet mình có khả năng mình sẽ bị mình thay trong đợt thời gian tới này. Còn là TH chỉ có hai em đấy là sẽ bị thay thôi. Còn lại đội hình team thì chắc sẽ giữ nguyên, chứ chưa có ý định thay. Rồi Lê Boy 540, 7 triệu 9 anh em. Mình có 7 triệu 4, nên tình hình trận này đánh căng này.
chúng ta sẽ là một trận PK tay chuẩn chỉ nha. Chỉ sợ team bác ý lệch cỡ độ khoảng cứ 2 team 3 triệu, một team hơn triệu là coi như mình bó tay chấm phép anh em. Rồi team đầu tiên cũng 2 triệu. Thôi xong. Thôi rồi lượm ơi, nhìn là thấy xong rồi anh em. Đoạn này nhàng lại to nhỉ. Thôi rồi lượm ơi anh em. Đấy, còn cả man sát đao nữa. Mà hay nhá, đi mà có man sát đao này đánh hơi thọt nhá. Anh em biết sao không? Vì con PR nó sẽ bút kill một con pet của bạn thành đội hồ, thành hệ hồn. Và anh em cứ tưởng tượng nó thành cái hệ hồn rồi. Thì man sát đao không thể bung kill để đánh được. Đó. Rất là thọt luôn. Bây giờ nếu mà bắt được là phải bắt được cái con này trước này. Nói chung chán này chắc chắn là thua rồi. Mình sẽ vá một hai phát rồi, đâu chịu thua, đầu hàng là vừa anh em. Chứ đang là PR rồi bạn cũng sẽ văng cho team mình đi, không còn đứa nào. Thôi thôi nha, là chịu thua rồi anh em. Chúng ta sẽ đến với trận 2 đánh nhanh nhụa tốn thời gian ra, làm kéo dài video. Thôi xong, thế này là xác định rồi anh em. Xác định luôn. Ok. Trận này xác định luôn rồi. Bữa này hết hậu thuẫn nhỉ, không học cho cháu này cái hệ hậu thuẫn nữa. Ây xe ớt. Xem nào có con nào đánh con này chưa anh em. Đó, đánh con ấy trước. Trời ơi, tăng deep, tăng ARM anh em nhìn. Đấy, mình cũng đi bui build này, anh em thấy team này chưa? Team này mình đi build theo team này nhá. Đây mọi người thử tham khảo team này xem mình có lên team này không. Thay Victini Lee vào bằng gián đá nhá mọi người. Đó, xong thay Aesop vào thành hệ thép. Đó, lên cái team như này. Anh em thấy team này ngang ngửa không? Đó, anh em thấy ổn ổn thì báo mình cái, mình biết đường. Trời ơi, gián đá nó quất kìa. Ôi ôi, đàn đá nó quất phát phê thật đấy. Có ulti luôn chứ làm gì nữa. Không 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 thấm thoát vào đâu anh em. Không thấm thoát vào đâu hết. Bút tên cho cháu nu ra cái. Úi trời ơi, đây rocket buffet ulti cái xem là có xem có màu mè gì với đôi bạn thôi anh em. Ái chà, gát gát gát. Gát được được được, đôi bạn đánh được anh em. Ngăn ngay đường cho rocket buffet không được ulti. Khá là lầy lội đây. Đấy, làm cái hộ thuẫn lên cho cháu nó. Đấy, né được một lượt. Làm đi, làm đi. Đấy, chắc sẽ đánh quần thể à? Không à, bút nham. À rồi, đến lượt nó bút rồi anh em. Rồi ok, lần này sẽ là lần ulti của cháu rocket buffet. Ok. Giật nhẹ ulti cái anh em. Chù. Cũng ra gì đấy, trận này đánh cũng được đấy anh em. Trận này đánh nói chung là cũng ổn đấy, nhưng mà rocket thì sắp đi rồi. Cháu rocket thì sắp đi rồi. Thợ nó không trụ nổi đến cuối đâu anh em. Chủ chả không có một kill nào để đánh luôn anh em. Nói chung lấy ra trận này phải gặp được cái team đánh không mình thì đấm nó mới phải là đúng bài anh em. Đấm phải nói ra màu luôn. Ok, chúng ta sẽ được một lần ulti nữa. Không, không hết, hết lượt rồi anh em. Không còn lượt ulti nào nữa dành cho cháu rocket đâu. Cháu rocket đã hết lượt ulti rồi. Ok, chúng ta chịu thua. Thua vì sao thì chúng ta gặp team nó thế thì thua thôi anh em, biết sao giờ. Ok, chúng ta đi được tổng cả 6 trận rồi đúng không? Đấy, và đã thua được 3 trận anh em. Đó. Tình hình là bắt cham buổi tối thì nó cũng khác đấy anh em, cũng ra gì đấy, khác hẳn với buổi trưa anh em. Trưa thì thường là mình đánh 6 trận thì mình thắng 3 trận và thua 3 trận. Còn đâu đánh tối thì mình đánh 6 trận thì thắng 6 trận, nó thua thắng 3 trận và thua 3 trận anh em. Đấy, nó khác nhau. Buổi trưa thì là thua 3, thắng 3, là buổi tối là thắng 3, thua 3. Đấy. Nó khác chứ nó không giống nhau anh em. Ở đâu giờ còn 4 trận cuối thì bắt chúng ta sẽ xem nó màu mè thế nào. Ok. Team đầu tiên cũng ra gì đấy anh em. Ô ô đấy, cũng ra gì đấy. Bút hy sinh lên, đúng rồi, không hy sinh tầm này thì chỉ có vớ mồm thôi. Nhưng mà hy sinh tầm này cũng không hay, hy sinh tầm này đến lượt Nuza rồi này. Đó, nó hết lượt rồi, nó hết lượt hy sinh rồi nhá. Rồi đến lượt Nuza này, Nuza bắt beat lần này cái là Nuza cũng hết lượt hy sinh luôn này. Đó, Nuza này, Nuza này cũng hết lượt hy sinh. Và bạn này build team hay nha. Ok, băng chu điện thôi anh em.
Tầm này thì chỉ có cứu điện thôi, bắt hộ trước. Ô quên, mình cứ quên không bút đá lên anh em. Bút đá lên cho đội bạn hít ít. Đấy, có cháu ca kêu ghê này, đi đập đá mà cứ quên không cho cho đội bạn hít ít đá anh em. Đó. Đá thế thì văng kêu quần thể anh em. Đá thế này thì văng kêu quần thể luôn. Hộ ôm ti đi. Đấy, hộ ôm ti thì ôm ti luôn đi. Có ôm ti không? Vấn đề có ôm ti không? Không ôm ti à? Không ôm ti mình quất kêu quần thể anh em. Quất kêu quần thể cho nó sung. Đó, quất kêu quần thể cho nó sung luôn. Rồi, ok, nu ra ôm ti. Đấy, có ôm ti cũng việc cứ việc ôm ti. Mình thổ nham phát nữa. Rồi, ô làm xuống. Rồi, còn mình cháu này. Ok. Tilly có thể không làm gì được, những Acer thì có đấy anh em. Đấy, một sát đao. Ok, chúng ta đến phân trận thứ hai. Nhiều anh em nói mình bình luận hơi nhiều, nhưng mà thật sự ngồi xem mà không nói thì cũng hơi khó chịu anh em. Ui dồi ôi, lại sao lại gặp tình cảnh như thế này được. Ok. Tấn công, mình xạ con này trước. Răng thiền xích ra. Bút lên. Ok, một vá đầu tiên. Ở đây cứ bản lắp quẻ berry mà nãy giờ ra quên chưa lắp quẻ berry nha mọi người. Mình quên nha. Đấy, không tin anh em lại kêu chơi đi gì đánh cha mà không lắp berry vào. Thằng này không biết đánh. Cứ quên anh em, cái tính mình là nó cứ hay quên như vậy. Bút khiên lên. Ok. Vá Q lại siêu luôn thôi, biết sao giờ. Ép Q thì gặp cái con này là hay bị ép Q nữa này. Đánh nhân ức chế. Ùm ti luôn đi anh em. Ai chạy ùm ti nu ra. Lên quất kêu thôi. Vô hiệu mới vô hoại hóa mới siêu mới đau anh em. Đấy, xóa nào. Ok, tự bút toàn thân mình cái đi. Đó. Hợp lý lần nữa. Ok, chúng ta chỉ mới có một lượt ulti đầu tiên của cháu Rocket Buffet đội mình anh em. Nu ra giật nhẹ cái. Điên ga xem gì đây. Giật điện. Bị gây sự rồi anh em, bị dùng Q gây sự rồi. Dù sao mình cũng vừa bút Q nên rồi cũng chẳng có gì đáng ngại lắm. Chúng ta đầu nhạc đi. Cho nó tự thổi. Ơ quên, thả bút lên cho tự bút cho nó mà. Đúng rồi. Ok, Rocket mong sao thì chơi ulti được trong lần này nha mọi người. Rồi ok, nu ra ulti luôn. Rồi ok, giờ còn một mình cháu điên ga lại. Dù rằng đã bị dính hỗn loạn nhưng mà rất là hiệu quả anh em. Ok. Chúng ta lại có một trận thắng huy hiếu. Và nó là hiếu anh em, bởi vì sao? Nó khá là hay. Trận này đánh rất là vui, thật sự đánh trận này nó mới đỉnh điểm anh em. Chúng ta còn 3 trận nữa nha. Tiếp theo. Bên này có lên được 700 điểm không? 3 trận này thì may ra lên được 700 điểm, chứ thắng mà phất thua cái thì cũng chả lên được 700 điểm anh em. Đấy, mong sao lên được 700 điểm cho vinh dự, cho bằng bạn, bằng bè, cũng đứng ngang với anh em. Đó. Ok, 4 triệu. Chúng ta có một trận thắng nữa rồi. Chưa cần bắt đầu trận thì chúng ta đã có một trận thắng rồi nha mọi người. Ok, bắt đầu nào. Ra trận, team đầu tiên là 1 triệu rưỡi anh em. Đó là team. Ok, chúng ta đến với trận thứ hai luôn. Cũng là một team 1,5 triệu anh em, ban này build cũng được chứ. Team 4 triệu mà hai team 1,5 triệu, team sau chắc 1 triệu hơn, 1,2 triệu, 1,2 triệu gì đấy, cũng ổn. Đấy, PR đi với bịt bầu, xong lại còn thêm mấy con rồng nữa anh em. Đánh gặp mà cớ này mà ngang cơ, đánh ức nổi máu ra luôn á. Đấy, sắp mấy cái team kiểu đấy đánh nó mới thốn nhau. Nói chung thì mùa champ năm nay thì mình đánh cũng ổn anh em. Đến 50 trận thì mình thua, mình thắng được 26 trận. Đấy, cũng ổn, tính ra champ như thế là cũng ổn anh em. (Cười)
Ok, chúng ta sẽ gặp lại bạn lúc nãy một lần nữa anh em. Wow, đã thay đổi qua thành tim thép nào, nhanh đây. Wow, thay đổi tim luôn anh em. Chắc này thua tức quá ra thay đổi tim luôn này, để chắc là để gặp mình để phục thù đây. Chắc chắn là gặp mình để phục thù đây anh em. Con điên ga này chắc chắn nó xả mình một kill là coi như là văng mặt luôn rồi anh em. À đây nhắc, cứ nhớ mình quên cái lắp Berry nha. Còn hai trận cuối mong sao để đánh nào đánh xong mình sẽ ra. Nếu thắng hoan hỉ quá thành ra là cứ quên anh em. Đấy, sau này sẽ ra lắp quải Berry vô. Chết dở. Anh em từ từ IB mình sẽ trả lời sau nha. Chúng ta có vài lượt thôi, chúng ta phải đánh nhanh rút gọn, nhanh chóng hạ đội bạn trước sớm nhất có thể anh em. Đó, chúng ta phải hạ đội bạn sớm nhất có thể. Mình chạy cũng không kịp đâu. Không kịp, điên ga nó im ti này. Này cũng điên ga sẽ im ti mình nhá. Đó. Lần sau lần tới Aesus nữa thì chắc chắn là mình sẽ không trụ nổi anh em. Còn Aesus của mình sẽ sợ sẽ không trụ nổi. Mình biết mà. Biết trước luôn là điều đó sẽ xảy ra anh em. Vì sao? Vì hai con hệ thép thì làm sao mà hệ nham nó trụ cho nổi. Biết nói là tại sao giờ. Trong khi đội bạn bạn này đã cố gắng sắp lại team để phục thù mình thì chắc chắn là điều mình thua là điều không thể chống đối rồi anh em. Chiến đấu ngoan cố một tí là rồi cũng không thay đổi được điều gì đâu anh em. Dù ta có cố gắng lên mấy thì cuộc sống nó cũng sẽ đen tối như vậy, không làm ta tươi sáng hơn tí nào được. Đấy, giờ ấy sân ulti cái nữa thì xanh mắt mèo ra. Ui giời ơi, lửa cây đa, lửa cây của cháu Ragnarok. Thôi giờ đánh chiến đấu mình gọi là chiến đấu ngoan cố đấy anh em, chứ khả năng thắng là không bao có. Có đánh hết giờ thì nữa thì bạn mới được tính win thôi. Ok, thằng sẽ qua team 2 chen nát lại. Hay chả có Luza nha mọi người. Lần này là sự trở lại của Luza bên đội bạn. Ok, mình sẽ tấn công mở màn bằng kill đầu tiên. Luza. Ok, mình sẽ tấn công Luza đội bạn thôi. Quang xích ra anh em. Bút lên nhẹ cái. Lần này là chắc chắn là sẽ cố tình để bắt. Đấy, biết ngay mà. Gọi Nuza vào để bắt Buffet của mình. Cá luôn mà, mình biết ngay là sẽ làm như thế mà. Nhưng bạn ấy tính sai rồi. Đấy, vừa gặp lại lần nữa có gì đâu. Ok, chúng ta sẽ đi book lại cái xóa cái đó. Hết bút xấu các thứ luôn. Đấy, tấn công, cứ việc tấn công ulti đi. Ôi trời, ulti cái con bị nhiễm hệ hồn không ulti đi ulti. Đấy, sợ mất đánh một lần mà khiên mà cũng lười anh em. Đấy, giờ mình sẽ phá Luza đội bạn thêm cái nữa. Đằng nào nó cũng ulti rồi, đợt sau nó cũng ulti mình thôi. Rồi, con này cứ việc bút 6 đi. Con này sẽ cho đi phá bút 6 cho đội mình anh em. Đó. Ok. PR sẽ tấn công ai đây? Rocket Buffet hay ai? Đấy. À, tấn công bằng kệ hay dòng rồi ulti này. Luza chưa ulti à? Chưa ulti thì ta còn cơ hội phá. Chưa ulti thì cứ vá thôi anh em. Ui sợ đúng bài thôi anh em. Đấy, không có gì đúng lúc bằng cái kiểu như này. Lại ulti đấy, cho PR tấn công. PR chắc chắn sẽ khóa, à không khóa à. Nó khỏi đọc kill đội bạn anh em. Để chỉ cho đội bạn đánh nào đánh. Ok, chúng ta sẽ ulti. Cho rocket, buffet sẽ ulti. Rồi, bút lên. Ô, giảm đam luôn à, gắt nhầy. Gắt thật anh em. Gắt đó, không phải đùa đâu. Công ty trả đầu bạn thôi. Trận này trông thế mà đánh gắt nha. Chúng ta sẽ ung ti một lần nữa. Nhưng mà chưa được anh em. Ung ti con này 3 hiệp sau nó mới hồi lại được. 3 hiệp sau nó mới hồi lại được anh em.
Giờ đội bạn nhanh chóng hạ nó, mình sợ không trụ nó rồi. Thôi xong, một pha thay đổi team ngoại mục của đội bạn đã làm thay đổi cả cuộc đời của team mình. Ok, Nuza sẽ ulti, ulti không? Giảm crit cũng chả liên quan gì đến cháu Buffett, bởi vì Buffett không mà đánh bằng crit anh em. Đó là một điều tất yếu mà ai cũng biết. Rồi xong, ăn hỗn loạn này mới đau này. Đau răng rồi đấy. Ulti này, PR sẽ ulti. Tất cả là chấm dứt. Ok, bạn ấy thích thay đổi team. Mình cũng sẽ thay đổi team anh em. Đấy, mong sao lại gặp lại bạn này một lần nữa để anh em bắt kèo nhau chơi. Ok, mình sẽ ra thay đổi team một tí, đồng thời cũng sẽ mang lại cho mấy con bé mấy quả berry anh em. Đấy, thích thay đổi team thì mình cũng sẽ thay đổi team thôi. Ok, berry mang theo quả này này anh em này. Đó, ném kiên hộ vệ của đội bạn. Ok, bắt đầu thôi. Mong sao là gặp lại bạn lúc nãy một phát nữa. Có gì giao hữu anh em, giao hữu trận đầu anh em. Xem trận cuối này xem bạn team bạn cầm con gì luôn. Đời không như mơ rồi anh em, không được gặp rồi. Ok, ra trận team đầu tiên. Ô bên đầu bạn có chip y này. Thôi khỏi phần này giảm speed anh em. Giảm speed thì lại tội cho bạn quá. Đó. Rồi giờ giảm chương muộn anh em. Đó, giảm speed. Rồi. Một kill hệ nữa. Rồi, một kill hệ ca, một kill hệ ác. Ghê. Ngu ghê. Ném khiên ra anh em. Tốn quả Perry rồi, ngu rồi. Đánh mấy team nhà thì cần gì quả Perry vậy cho nó phí ra anh em, mình quên mất. Win. Ta đến với trận tiếp theo. Bảy trăm sáu mươi triệu đền chiến à. Ném nhẹ cái Nuza mà nó còn được đánh nữa là coi như team bạn đi hết. Nó chưa gần 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 anh em, gần hết chứ chưa đi hết được. Ngồi làm sao mà đi hết ngay được, đi hết ngay cũng mà ngon quá. Nó sẽ biến hình thành Nura hay là con nào đây? À Rocket Buffet à, lại yêu thích Rocket Buffet à? Lại yêu thích Rocket Buffet à? Hạ luôn chứ còn đợi chờ gì nữa anh em. Hạ ngay và luôn. Ok, và sau hôm nay thì sau một buổi tối đi đánh thiên đấu, ở buổi tối thì mình kết luận đó là buổi tối đánh có vẻ vẫn êm hơn anh em, vì sau buổi tối đánh nó cũng mát rời, tinh thần ta cũng được thoải mái và sảng khoái hơn với buổi trưa. Dù rằng số lượng tỷ số thì nó có vẻ không được xấp xỉ ngon lành cho lắm anh em. Trưa nay hôm nay mình đánh được 675 điểm tích điểm, hiện giờ được đứng ở đâu? Ôi dồi, 675, chắc đứng thống 11 rồi anh em, qua được 8 này đứng tận 11 luôn. Đấy, tích điểm của mình anh em. Thôi dù sao thì cũng là một buổi thi đấu khá là vui vẻ. Đấy thì thôi cũng kết thúc video rồi. Đấy, chúc anh em một buổi tối vui vẻ nhá. Và anh em đừng quên qua Ninh Shop là đăng ký cho mình một phát. Và nếu yêu thích mình hơn thì nhớ donate cho ít nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Thôi bye bye, hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo. Tạm biệt mọi người.